Chào cả nhà, cả nhà ơi, sáng mình đi câu đó cả nhà. Chào cả nhà buổi sáng nha. Mình đi câu ngoài biển nè cả nhà. Đi câu cá đục á. Chưa ăn, bây giờ chắc ăn cái gì mình phải câu rồi đó.
trên không, trên hấp dẫn. Ta chạy quá cả nhà ơi. Bay rồi mày, bay rồi kìa, bay rồi mày. Wow, what is that?
Cái gì cũng phải bình thường. Thank you.
Rồi thành quả rồi mình về cả nhà ơi. Mình về được 100 con rồi nè cả nhà. Đó, được 100 con rồi đó. Bây giờ mình đi về. Người 50 con, hai người 100 con.